Như kẻ đào ngọc, bỗng nhiên gặp được ngọc mạt ni vô giá, sanh vui mừng lớn. Phải biết kẻ ấy từng thấy ngọc này nên sanh vui mừng, chẳng phải nay mới thấy. Như vậy đời vị lai các bí xô vân vân, thầm tầm ưa thích lắng nghe chánh pháp, bỗng gặp được bát nhã ba la mật đa, vui mừng lắng nghe, tin thọ tu học. Phải biết ngày trước những vị ấy đã từng ở chỗ vô lượng đức Phật nghe kinh này, chẳng phải ở thời này mới nghe được. Ẩm quang nên biết, nếu các thiện nam, thiện nữ, vân vân, nghe diệu cát tường, mạn thủ sư lợi, thuyết bát nhã, ba la mật đa, vui mừng hớn hở, thích nghe không chán, lại thường ân cần, cầu thỉnh, thuyết giảng lại, thì các thiện nam, thiện nữ, vân vân này trong quá khứ đã theo mạn thủ thất lợi, nghe thuyết bát nhã, ba la mật đa, vui vẻ, thọ trì, tin hiểu, tu học, cũng đã từng gần gũi mạn thủ thất lợi, cúng dường, cung kính, nên được như vậy. Thí như có người gặp dịp vào thành ấp, người ấy đã dạo xem qua tất cả vườn rừng, ao hồ, nhà cửa, người vật trong đó, thời gian sau đi ở chỗ khác. Người ấy nghe người ta khen trong thành ấp này đã có nhiều thắng cảnh đẹp, liền vui mừng xin người kia kể lại. Nếu được nghe nữa, vui mừng càng gấp bội, bởi vì trước đây người ấy đã được thấy. Cũng vậy, đời sau các thiện nam thiện nữ vân vân nghe diệu cát tường thuyết bát nhã ba la mật đa, vui vẻ thích nghe không nhàm chán, lại ân cần thỉnh nói lại nghĩa lý thâm sâu, nghe rồi khen ngợi càng vui mừng hơn. Phải biết những người này đều do đời trước đã từng gần gũi mạn thù thất lợi, cúng dường cung kính lắng nghe và lãnh thọ pháp này, nên đời này thành tựu được như vậy. Bấy giờ cụ thọ Đại Ca Diếp Ba liền bạch Phật: Như Lai đã nói một cách đầy đủ về tướng trạng các hành của các thiện nam tử vân vân trong hiện tại, và vị Lai lắng nghe bát nhã ba la mật đa tin hiểu tu hành. Phật dạy: Đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông nói, ta đã nói một cách đầy đủ về tướng trạng các hành của họ. Mạn thù thất lợi liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, tướng trạng các hành của các thiện nam tử vân vân trong hiện tại và đương lai nghe pháp thâm sâu này, phải biết chẳng phải tướng trạng các hành, vì pháp đã nghe nhiệm màu vắng lặng, tướng trạng các hành đều bất khả đắc, thì vì sao Như Lai thuyết như vậy, ta đã nói một cách đầy đủ về tướng trạng các hành của họ. Phật bảo đồng tử mạn thù thất lợi: Đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông nói. Tướng trạng các hành của các thiện nam tử vân vân trong hiện tại và đương lai nghe pháp sâu xa này đều chẳng phải tướng trạng các hành, vì pháp đã nghe nhiệm màu vắng lặng, tướng trạng các hành đều bất khả đắc. Nhưng khi nghe thuyết pháp sâu xa, họ vui mừng thọ trì tin hiểu tu học, tức ở quá khứ họ đã từng nghe, vui mừng thọ trì và tu hành nên mới được như vậy. Tướng trạng các hành này đều dựa vào thế tục mà nói, chẳng phải trong thắng nghĩa có việc như vậy. Mạn thù thất lợi phải biết hiền bày rõ bát nhã ba la mật đa thâm sâu, tức là hiền rõ tất cả pháp của Phật, thông suốt việc chân thật chẳng nghĩ bàn. Mạn thù thất lợi, khi xưa ta tu học hạnh Bồ Tát, những căn lành chứa được đều do tu học bát nhã ba la mật đa thâm sâu mà được thành tựu viên mãn. Muốn trụ địa vị bất thối chuyển của Bồ Tát, muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, cũng do tu học bát nhã ba la mật đa thâm sâu mà được thành tựu. Mạn thù thất lợi, nếu thiện nam thiện nữ vân vân nào muốn tích nhóm căn lành như các Bồ Tát đã tích nhóm thì phải học bát nhã ba la mật đa thâm sâu này. Mạn thù thất lợi, nếu thiện nam thiện nữ vân vân nào muốn trụ bậc bất thối chuyển của Bồ Tát thì phải học bát nhã ba la mật đa thâm sâu này. Mạn thù thất lợi, nếu thiện nam thiện nữ vân vân nào muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề thì phải học bát nhã ba la mật đa thâm sâu này. Mạn thù thất lợi, nếu thiện nam thiện nữ vân vân nào muốn thông suốt hoàn toàn tướng bình đẳng của tất cả pháp giới thì phải học bát nhã ba la mật đa thâm sâu này. Mạn thù thất lợi, nếu thiện nam thiện nữ vân vân nào muốn hiểu rõ hoàn toàn tâm hành bình đẳng của tất cả hữu tình thì phải học bát nhã ba la mật đa thâm sâu này. Mạn thù thất lợi, nếu thiện nam thiện nữ vân vân nào muốn mau chứng được tất cả giáo pháp của Phật thì phải học bát nhã ba la mật đa thâm sâu này. Mạn thù thất lợi, nếu thiện nam thiện nữ vân vân nào muốn biết nghĩa lý huyền bí của các pháp mà Như Lai không thể hiện giác mà Phật thuyết thì phải học bát nhã ba la mật đa thâm sâu này. Vì sao? Vì các pháp được giác ngộ và người giác ngộ đều bất khả đắc. Mạn thù thất lợi, nếu thiện nam thiện nữ vân vân nào muốn biết về nghĩa lý huyền bí các pháp của chư Phật mà Như Lai không thể hiện chứng như Phật thuyết thì phải học bát nhã ba la mật đa thâm sâu. Vì sao? Vì pháp Phật đã chứng ngộ và người chứng đều bất khả đắc. Mạn thù thất lợi, nếu thiện nam thiện nữ vân vân nào
Muốn biết ý nghĩa huyền bí của lời Phật nói về sự đầy đủ oai nghi, tướng hảo và quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề mà Như Lai không thể chứng được, thì phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này. Vì sao? Vì sự chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề với oai nghi tướng tốt và người chứng đều bất khả đắc, mạn thủ thất lợi, nếu thiện nam, thiện nữ, vân vân nào. Muốn biết nghĩa lý huyền bí mà Phật nói về sự không thành tựu tất cả công đức, không thể giáo hóa tất cả hữu tình của Như Lai, thì phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này. Vì sao? Vì tất cả công đức, sự giáo hóa hữu tình và các Như Lai đều bất khả đắc, mạn thủ thất lợi, nếu thiện nam, thiện nữ, vân vân nào muốn chứng được vô ngại giải đối với các pháp, thì phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu chẳng thấy các pháp có ít chân thật, hoặc tịnh, hoặc nhiễm, hoặc sanh, hoặc diệt, vân vân, mạn thủ thất lợi, nếu thiện nam, thiện nữ, vân vân nào muốn biết các pháp chẳng phải quá khứ, hiện tại, vị lai và tướng vô vi, thì phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này. Vì sao? Vì chân pháp giới chẳng phải thuộc quá khứ, hiện tại, vị lai hay vô vi, vì các pháp đều nhập vào chân pháp giới. Mạn thủ thất lợi, nếu thiện nam, thiện nữ, vân vân nào muốn đạt được sự không nghi ngờ đối với các pháp, thì phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này. Mạn thủ thất lợi, nếu thiện nam, thiện nữ, vân vân nào muốn chuyển được xét pháp vô thượng 3 lần với 12 hành tướng và ở trong đó hoàn toàn không có sự chấp trước, thì phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này. Mạn thủ thất lợi, nếu thiện nam, thiện nữ, vân vân nào muốn đạt được sự ban bố từ tâm trùng khắp tất cả mà trong ấy không tưởng về hữu tình nào, thì phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này. Mạn thủ thất lợi, nếu thiện nam, thiện nữ, vân vân nào muốn cùng thế gian nhập vào pháp tánh không có các sự tranh luận, mà đối với thế gian và các sự tranh luận đều vô sở đắc, thì phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này. Mạn thủ thất lợi, nếu thiện nam, thiện nữ, vân vân nào muốn biết rõ khắp các cảnh xứ phi xứ hoàn toàn không bị ngăn ngại, thì phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này. Mạn thủ thất lợi, nếu thiện nam, thiện nữ, vân vân nào muốn đạt được vô biên pháp Phật như lực vô ý của Như Lai, vân vân, thì phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này. Bấy giờ đồng tử mạn thủ thất lợi liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con quán Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này không có tướng vô vi, không có các công đức, không sanh không diệt, không sức lực, không khả năng, không đến không đi, không vào không ra, không tổn hại, không lợi ích, không biết không thấy, không thể không dụng, chẳng phải người tạo tác, cũng không thể làm cho các pháp sanh diệt, không làm cho các pháp là một hay là khác, không thành không hoại, chẳng phải tuệ, chẳng phải cảnh, chẳng phải pháp phàm phu, chẳng phải pháp thanh văn, chẳng phải pháp độc giác, chẳng phải pháp bồ tát, chẳng phải pháp Như Lai, chẳng phải chứng hay không chứng, chẳng đắc hay không đắc, chẳng phải tận hay bất tận, chẳng vào sanh tử, chẳng ra khỏi sanh tử, chẳng nhập niết bàn, chẳng ra niết bàn. Đối với các pháp của Phật, chẳng thành chẳng hoại. Đối với tất cả pháp, chẳng phải tạo tác hay không tạo tác, chẳng phải có thể nghĩ bàn hay không thể nghĩ bàn, để các sự phân biệt chấm dứt sự ý luận. Bát Nhã Ba La Mật Đa này hoàn toàn không có công đức, làm sao Như Lai khuyên các hữu tình siêng năng tu học? Phật bảo đồng tử mạn thủ thất lợi: Nhưng điều đã nói tức là công đức chân thật của Bát Nhã Ba La Mật Đa, các thiện nam tử vân vân, nếu biết như vậy thì gọi là chân thật tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Lại nữa, đồng tử mạn thủ thất lợi: Đại Bồ Tát nào muốn học Tam Ma Địa Thù Thắng của Bồ Tát, muốn thành tựu Tam Ma Địa Thù Thắng của Bồ Tát, muốn an trụ trong Tam Ma Địa này, thấy tất cả Phật, biết được danh hiệu của Phật và thấy được thế giới của chư Phật này, chứng được, thuyết được thật tướng các pháp không chướng ngại, thì phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này, ngày đêm siêng năng chớ sanh lười mỏi. Mạn thủ thất lợi liền bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu? Phật bảo đồng tử mạn thủ thất lợi: Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu không tên không tướng, không bờ không bến, không chỗ về nương, chẳng phải cảnh nghĩ lường, chẳng phải tội, chẳng phải phước, chẳng phải tối tâm, chẳng phải sáng suốt, những hư không thanh tịnh và chân pháp giới, số lượng và giới hạn đều bất khả đắc. Do các yếu tố này cho nên gọi là Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Lại nữa, đồng tử mạn thủ thất lợi: Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu là hành xứ sâu xa của các Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát hành được chỗ ấy, thì đối với các cảnh giới đều được thông suốt. Hành xứ như vậy chẳng phải hành xứ của tất cả thừa. Vì sao? Vì hành xứ này không danh không tướng, không có sự phân biệt, thế nên gọi là chẳng phải chỗ hành xứ.
mạn thủ thất lợi lại bạch Phật. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát tu hành pháp nào mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề? Phật bảo đồng tử mạn thủ thất lợi. Đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thâm sâu, tâm không lười mỏi, sẽ mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Lại nữa, đồng tử mạn thủ thất lợi. Đại Bồ Tát nào thường tu hành đúng đắn tam ma địa nhất tướng trang nghiêm, sẽ mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Mạn thủ thất lợi lại bạch Phật. Bạch Thế Tôn, vì sao gọi là tam ma địa nhất tướng trang nghiêm? Các chúng Bồ Tát tu hành thế nào? Phật bảo đồng tử mạn thủ thất lợi. Tam ma địa này lấy tướng pháp giới để làm trang nghiêm nên gọi là tam ma địa nhất tướng trang nghiêm. Đại Bồ Tát nào muốn nhập vào tam ma địa thủ thắng này, trước hết phải lắng nghe thỉnh hỏi, tu học bát nhã ba la mật đa thâm sâu, rồi sau đó mới có thể nhập vào tam ma địa này. Mạn thủ thất lợi, nếu đại Bồ Tát nào bất động pháp giới, biết chân pháp giới chẳng phải dao động, không thể nghĩ bàn, không thể hí luận, như vậy mới nhập vào được tam ma địa nhất tướng trang nghiêm. Mạn thủ thất lợi, thiện nam thiện nữ vân vân nào muốn nhập vào tam ma địa này, phải ở chỗ trống vắng, xa lìa chỗ ổn náo, ngồi kiết già, chẳng nghĩ đến các tướng. Vì muốn lợi lạc tất cả hữu tình, phải chú tâm chánh niệm thủ giữ danh tự một vị Như Lai khéo tưởng về dung nghi của Ngài. Ngài ở phương nào thì ngồi thẳng quay về hướng ấy, niệm niệm tiếp nối nhau, niệm một Như Lai tức là đã quán khắp chư Phật ba đời. Vì sao? Mạn thủ thất lợi, vì vô lượng vô biên công đức biện tài của một Đức Phật ngang bằng với tất cả Phật. Chư Phật ba đời đều nương vào một chân Như mà chứng đại Bồ Đề không sai khác. Mạn thủ thất lợi, thiện nam thiện nữ vân vân nào siêng năng tu học, được nhập vào tam ma địa nhất tướng trang nghiêm, sẽ thấu rõ được vô lượng vô biên hàng hà sa số pháp giới chư Phật, không có tướng sai khác, cũng có thể tổng nhiếp chấp chỉ vô lượng vô số hàng hà sa pháp luân vô thượng mà chư Phật Bồ Tát đã truyền chưa truyền. Nhưng Ngài Ananda đã văn trí tuệ, đối với lời Phật dạy đều nhớ giữ gìn hết. Tuy là bậc tối thắng trong chúng thanh văn, nhưng sự nhiếp trì giáo pháp còn có phần hạn chế. Nếu vị nào chứng được tam ma địa nhất tướng trang nghiêm, thì trí tuệ đa văn và sức nhớ tổng nhiếp ấy sẽ không thể nghĩ bàn, có thể thọ trì được pháp luân vô thượng của vô lượng vô biên, hàng hà sa số chư Phật Bồ Tát. Mỗi mỗi pháp môn đều được thông suốt nghĩa lý sâu xa, tuyên thuyết khai thị biện tài vô tận hơn Ananda gấp trăm ngàn lần. Mạn thủ thất lợi liền bạch Phật. Bạch Thế Tôn, các thiện nam tử vân vân, trụ Bồ Tát thừa kia, khi chứng được tam ma điện này làm sao đạt được vô lượng vô biên công đức lợi ích? Phật dạy, đồng tử, thiện nam tử vân vân, trụ Bồ Tát thừa ấy siêng năng tu học tam ma điện nhất tướng trang nghiêm. Thường nghĩ, ta phải làm thế nào để thấu suốt khắp pháp giới chư Phật, thọ trì tất cả pháp luân vô thượng, cùng các hữu tình làm lợi ích lớn. Do đây khi chứng được tam ma điện này để được vô biên công đức lợi ích, mạn thủ thất lợi, thiện nam tử vân vân, trụ Bồ Tát thừa kia, trước đây đã nghe công đức của tam ma địa nhất tướng trang nghiêm, phát khởi sự siêng năng tinh tấn, chánh niệm tư duy, suy nghĩ về công đức của định này như vậy, tướng công đức hiện, đã thấy tướng này cũng như trước đã được nghe, liền sanh vui mừng, càng siêng tu tập dần được vào